Chụp tối mà vẫn đẹp quá nè. Camera Xperia XA1, camera 23 MP, chụp chiếu sáng siêu rõ. Chị ơi, chị ơi, chiêu thả thính của chị thật độc và lạ. Bí quyết của chị là gì vậy? À, có gì đâu em ơi, chỉ là chị xài điện thoại Sony Xperia XA1 2017 siêu camera 23 MP thôi mà. Mua ngoài Thế Giới Di Động á, giá nó có 6.490.000 à, mà được trả góp 0% nha, hoặc là được tặng phiếu mua hàng 500.000 nữa. Chỉ có ngoài Thế Giới Di Động mới có bán thôi nha, đi mấy chỗ khác không có, đừng nói ta nha. Rồi, vâng, xin cảm ơn chị. Ủa, không hỏi gì chị hả? Chưa mà, chưa. Ê, nó nghe nè.